Thưa quý vị và các bạn, trước đó vào chiều qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Hội Thủy sản tỉnh, Hội nghề cá thành phố Rạch Giá về tháo gỡ khó khăn trong khai thác thủy sản. Tại cuộc họp, các sở ngành, hội, địa phương, chủ tàu cá đã báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành về thực trạng hoạt động khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch tăng cường sản xuất 3 tháng cuối năm, những thuận lợi khó khăn trong sản xuất thủy sản, công tác triển khai hỗ trợ hoạt động thủy sản trong thời gian giãn cách xã hội, kiến nghị đề xuất tháo gỡ khó khăn trong hoạt động khai thác thủy sản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh đóng góp to lớn của lĩnh vực khai thác thủy sản cho tỉnh nhà, nhất là trong giai đoạn khó khăn, nhưng các doanh nghiệp, chủ tàu vẫn quyết tâm vươn khơi bám biển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành lắng nghe và chia sẻ những khó khăn vướng mắc với các doanh nghiệp, chủ tàu đang gặp phải như việc quy động mới lao động phục vụ khai thác, hoạt động hậu cần nghề cá phục vụ khai thác bị đình trệ. Nhiều chủ tàu cố gắng cho tàu hoạt động trên biển, chờ đợi tình hình diễn biến dịch bệnh ổn định, nhưng giá sản phẩm giảm sâu từ 20 đến 40%. Mức tiêu thụ bị hạn chế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhiều chủ tàu e ngại dịch bệnh nên không cho tàu hoạt động khai thác trong thời gian dịch bệnh chưa ổn. Tàu cá nằm bờ gia tăng và kéo dài làm phát sinh chi phí cho các chủ tàu. Hệ thống cảng cá cũng như kết nối hạ tầng cảng chưa đồng bộ nên dẫn đến tình trạng nhiều tàu cá của Kiên Giang không về cảng trong tỉnh, nguồn vốn dây khó khăn. Để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy hải sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chủ tàu theo đúng thẩm quyền được giao. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp và kiến nghị lên cấp trên xem xét giải quyết. Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang phải sớm tham mưu đề xuất lên phương án, đề án khôi phục nghề cá. Hội nghề cá thành phố Rạch Giá có trách nhiệm tiếp tục xây dựng đề án sắp xếp nghề cá. Về vấn đề tiêm vaccine cho lực lượng lao động trên tàu khai thác và ngành thủy sản của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành nhấn mạnh, phía tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện để người lao động có thể tiêm vaccine. Các chủ tàu thống kê và báo với địa phương để lên danh sách tiêm theo đợt. Một cái giải pháp nữa là khi tàu cập cảng vô mà ở cái khu ví dụ cảng cá Tà Cậu ở đây luôn thì chúng ta thống kê ở đây tại đây thì nó thuộc của địa phương, ví dụ Châu Thành thì sẽ giao cho Châu Thành tổ chức tiêm tại cái khu cảng cá Tà Cậu luôn đó. Thì tôi đề nghị các địa phương là đặc biệt có tàu đó, lưu ý cái này đó, thống kê cho đầy đủ, và đặc biệt là các cái chủ tàu doanh nghiệp chúng ta nên có cái danh sách cụ thể đó, thuyền viên trên tàu, thuyền trưởng, rồi đến cái thời gian vào cảng. Đặc biệt là các đồng chí quan tâm đến các cái hệ thống cảng đó, tổ chức tiêm ở đây thì tôi nghĩ rằng là phù hợp, nhưng mà nó không thiếu đâu. Cái này thì nên tổ chức tiêm ngừa cho nó đủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hội nghề cá, các doanh nghiệp, chủ tàu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quy định khai thác, đánh bắt thủy sản, nhất là không được vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu của nhà nước là từ nay đến cuối năm không có trường hợp tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.